Rồi, mình xin chào tất cả anh em nha. Nay mình về được số máy anh em, lên clip cho anh em mình xem. Anh em thấy phù hợp cái máy nào thì alo mình, số điện thoại mình dưới phần tiêu đề nha anh em. Kênh mình bán thì có hai hình thức thôi, anh em chuyển khoản đủ thì mình bao ship. Còn anh em nhận hàng trả tiền thì anh em trả tiền máy với tiền ship nha anh em. Tất cả máy đây là hàng nội địa Nhật, điện 100V. Anh em cân nhắc nguồn điện nhà mình trước khi mua máy nha, để anh em ghim nhầm vô rồi nó cháy nha anh em. Lên nghe điện thoại cái đi. Đấy. Thôi mình vô nghe anh em, rất rẻ nha. Nói chung hàng lúc này nó bắt đầu hiếm lại từ từ rồi nghe anh em. Anh em thấy phù hợp thì anh em mua. Đấy. Đây, đầu tiên là một cái fan đây anh em. Cái fan này, cái fan của Mỹ nghe anh em. Gì đây, nó ghi gì là không hiểu luôn anh em. Cái này của Mỹ. 250W nghe anh em, điện 100V. Đấy. Đây nè, đấy, điều tốc ok nè anh em, đấy. Này gì nè, 1976 gì nè anh em. Đấy. Đời cổ rồi gì nè. Đấy. Đầu kẹp của nó gì 3/8 gì nè anh em. Đấy. Mình bán giá tốt cho anh em nha. Đấy. Này lao sơ nó đẹp lắm anh em. Lao sơ cái là ok. Cái số 1 200 nha anh em. Cái số 1 200k. Phải nói là rẻ một. Rẻ hơn trên bãi luôn. Mình lấy cái này là hơn 200k đó anh em. Mình đã bán giá này luôn. Đấy. 200k. Cái số 2 là một cái fan đi anh em. Một cái fan Ruby. Cái này nó có là 20 cấp trượt. 20 cấp trượt và một cấp fan nha anh em. Đấy. Quá ok luôn. Cái này là điện 100V, nó 70W nha anh em. Đây. Đây đảo chiều nè anh em. Đấy, đầu kẹp là nhẹ ra, nhẹ ok luôn. Đấy. Đây cấp trượt của nó nè anh em. Đấy. Lên. Cấp trượt lên. Đấy, càng ngày càng nặng nữa nè. Đấy, nặng nè. Đấy, số 20. Số 20 là nắm không nổi nha anh em. Đấy. Còn anh em chuyển qua cấp fan nữa là quá ok nha. Đấy, hình em nói thì quá đẹp nha. Đấy, quá ok luôn. Quá đẹp. Cây số 2. Cây số 2 200k luôn nha anh em, 200k. Cây số 3 là một cây dít dành cho những anh em nào sửa điện tử anh nha, sửa nhẹ nhẹ. Cây này điện 100V, nó 45W nha anh em. Mắc in ra băng.
Đấy. Đây đảo chiều nè anh em. Đấy. Cái này là mình bật công tắc là nó chạy nha. Đấy. Đảo chiều, đấy. Bật công tắc là nó chạy nha. Đây nó có cấp được nè, nó chính có chính cấp tốc độ nè anh em. Chính cấp tốc độ. Đấy. Cây số 3 250 nha anh em. Cây số 3 250k. Đấy. Cây số 4 là một cây máy mài Toshiba nè. Đẹp len keng nha anh em. Đấy, đẹp từ con ốc luôn. Anh em thấy ốc tán của nó phải nó đẹp. Rồi, có cái áp của em không? Nhớ gửi cái fan lại địa chỉ cho em nha. Đây nó có cái lửa cắt nè anh em. Có cái lửa cắt luôn á. Toshiba nè, chữ nổi nè. Đẹp loan keng. Cây này là điện 100V. Nó là 510W nha anh em. 510W lưỡi 1 tấc nha. Đấy. Cây số 4. Cây số 4 300 nha anh em. Cây số 4 300k. Cây số 5 là một cái mài bốt đây anh em. Một cái mài bốt. Cây này là điện 100V. Nó 670W nha anh em, cũng là lưỡi 1 tấc nha. Lưỡi 1 tấc. Ok nè. Một cây mài bốt. Cây số 5. Giá 300k nha anh em. Cây số 5, giá 300k. Cây số 6 nè anh em. Cây số 6 là một cây mài, cái này là điện 100V, nó 720W, cũng là lưỡi 1 tấc nha. Đấy. Đấy tem của nó cũng hơi xước xá nè anh em. Cây này đặc biệt nó có thắng nha anh em, có thắng từ nha. Cây này nó có thắng từ. Mình mới đấy, nó có thắng từ đó nè. Cây này nó có thắng từ nha nè. Đấy. Đấy anh em buông một cái là nó thắng liền đó nè. Nói chung cái dòng này là phải nói là nó có thắng từ phải là hơi hiếm nha anh em. Hơi hiếm. Đấy. Anh em mần công việc mần vừa buông ra rồi nó tắt liền là mình bỏ cái máy xuống, phải nó chạy việc, nó rất là chạy việc nha anh em, nó đứng liền. Còn kia mình phải chờ cho nó đứng máy rất là lâu, thấy không? Như vậy. Cây số 6. ₹450 nha anh em. Cây số 6 ₹450 cho một cây có thắng từ. Cây số 7 là một cây
một cây mài Hitachi. Cây này nó có điều tốc nha anh em, có điều tốc. Cây này là điện 100V, nó là 1050W nha anh em. Cái tem nó cũng hơi rách rách nha. Đấy, đặc biệt cây này nó có thắng, nó có điều tốc. Phải nói hàng Hitachi mà có điều tốc là nó cũng hơi hiếm nha anh em. Đây anh em. Quá dễ dãi nha. Còn mình muốn lên quá dữ rồi nha. Đấy, đây nó có điều tốc đây nha anh em, có 6 cấp tốc độ đó. Đấy, ngon lành chưa. Cây số 7 550 nha anh em. Cây số 7 550k. Cây số 8 là một cái fan nha anh em. Đây nó có đồ mở luôn nè anh em. Một cái fan Makita. Cây này là điện 100V. Nó 260 cục quát nha anh em, đầu kẹp 10 ly nha. Đấy, làm thấy không, chân trái em nó đấy, có móc đeo dần, đeo dây nịch, đeo thắt lưng gì đấy. Có búa nha anh em, ngày là anh em cứ chơi, cứ xoay chuyển đó, đấy, nó vậy đó. Chỉnh búa chỉnh biết vậy anh em, chỉnh này nè anh em. Đấy, đấy đấy, búa biết rồi, xào gia đình, lặt lặt gia đình là phải nói là quá ok. Đấy, cây số 8 350 nha anh em. Cây số 8 350k. Cây số 9 là một cây cưa lọng nha anh em. Đấy, cây cưa lọng. Cưa lọng mượt mà cho anh em. Đấy, Makita điện 100V nha anh em, điện 100V. Cái tem này nó mất rồi, không biết nhiêu watt. Đấy, đây anh em. Cây số 9 300k nha anh em. Cây số 9 300. Cây số 10 là một cây phân gốc nha anh em. Cây phân gốc đẹp len keng nha. Đấy, vậy nè anh em, phân những cái hốc hẻm nè anh em, vô mấy cái hốc này là quá ok nha. Cây này là điện 100V, nó 300W nha anh em, 300W. Đấy, nó đảo chiều đây. Đấy, nó điều tốc bằng cò nha anh em, bóp nhẹ chạy nhẹ, bóp mạnh chạy mạnh nha. Đây,
Đây đảo chiều thì anh em lặn cái này qua, đây nó đảo chiều để điều tốc mượt mà nha. Để bớt nhẹ chạy nhẹ, bớt mạnh chạy mạnh. Đấy, quá ok nha anh em. Hình bóng em nó phải nói là mượt mà nha. Đấy. Makita. Đấy. Ngon lành nha anh em. Cây số 10. Cây số 10 450 nha anh em. Cây số 10 450k. Cây 11 là một cây này là cây mài khuôn gì nè anh em. Mài khuôn mài khiết gì nè. Mài khuôn. Cây này là điện 100V. Nó 170W nha anh em. Cái này cái mũi nó vô là mũi 6 ly nha. Cốt nó cốt 6 ly nha. Mấy cây này nó chạy im ru rồi anh em. Chạy cực kỳ êm. Đấy. Cực kỳ êm luôn nè. Vậy anh em muốn mài gì mài. Đấy. Vậy anh em gắn mũi vô anh em muốn mài gì mài. Đấy. Số 11. Số 11 400k nha anh em. Số 11 400. Số 12 là một cái nhám nha anh em. Cái nhám này nó chạy bằng từ nha anh em. Nó chạy bằng từ nha. Cái này là điện 100V. Nó 2.8A nha anh em. 2.8A nó cỡ là 270W nha. Đấy nè. Rất là mạnh nha anh em, mạnh lắm. Đấy. Chạy bằng tự mạnh, rất mạnh. Đấy, quá ok nha anh em. Đấy. Cái số 12. Số 12 này 400k nha anh em, 400. Cây số 13 là một cây nhám Toshiba đây anh em. Một cây Toshiba. Cây này là điện 100V. Nó 195W nha anh em. Đấy. Toshiba. Anh em thấy cái độ đẹp của nó nè. Đấy. Len ken không? Nó hơi kẹt cái này rồi, bỏ cái này qua bên nha anh em. Cây này không có số, đục ra ngoài luôn. Để mình coi lại. Đây, tiếp theo một cây nhám. Nhám luôn, cây nhám này nó có điều tốc nha anh em. Có điều tốc 6 số nè. Có 6 số. Đấy, độ mới nha anh em. Thấy độ mới của nó nè. Đấy. Cây này là điện 100V. Cây này nó 95W nha anh em. 95W. Đặc biệt là nó có cái điều tốc nha anh em. Giảm xuống nè anh em, giảm giảm. Đấy. Đấy, cấp 1 quá nhẹ nha, lên, lên nè, lên. Đấy. Đang vô, ra gì vậy? Nghe gia đình.
Ờ, bên đây lấy bên ấy ra rồi. Đó, ổng không kiếm cho chú về bên đi khác chứ đâu đúng không? Giờ mình mắc bận rồi bồ ơi, không có thấy được. Đang cho đò ăn. Chú thầy thuốc cũ ta. Cho con xin là cái số điện thoại cái gì gửi giá được thì xem sao. Cái số 13. Cái số 13 300k nha anh em. 300k. Mình đang bán đồ rồi Quynh em. Đây cái số 14 là một con vít đây nè. Một con vít. Cái này điện 100V. Nó 400W. Nó 400W nha anh em. Đây là nó có cao su dạ quang đầy đủ nha. Đấy. Móc đeo nè, đầy đủ nè. Đấy. Đây đèn nguồn vô, nó có đèn nguồn nè anh em. Đây đảo chiều. Đấy. Đảo chiều này nọ là ok hết nha anh em. Đấy. Đèn đuốc rồi là ok. Đấy. Bán giá tốt luôn. Đấy. Cái số 14. Số 14 400k nha anh em. 400k. Cái số 15 là một cây cưa kiếm nha anh em. Đấy quá đẹp nha. Cây cưa kiếm quá đẹp. Cái này điện 100V. Nó 30A nha anh em. Nó 3. Nó 350W nha anh em, 350W cưa kiếm như cũng như là cưa ngón tay nè anh em. Nè anh em muốn cưa gì cưa, anh em muốn cắt ống nước, cắt cây, tỉa cành, tỉa kiết gì đó anh em. Trong hốc, trong hẻm thì em này nó là giải quyết là ok. Bóp nhẹ chạy nhẹ nha anh em, bóp nhẹ chạy nhẹ, bóp mạnh chạy mạnh. Đấy. Đấy, bóp nhẹ chạy nhẹ nè anh em, nhúc nhích nữa. Nó thì đẹp nha anh em, quá ok nha, xuất sắc nha. Đấy. Cái số 15. Số 15 450 nha anh em. 450k. Cái số 16 là một cây đánh nhám, đánh bát, đánh bóng gì nè anh em. Đấy, cái ngày về anh em cứ ịnh mua nhám giải anh em ịnh vô. Đấy, tặng cho anh em thêm miếng là để anh em đánh bát nè. Anh em dán vô dễ dính nha. Còn anh em muốn đánh nhám thì anh em lột này ra. Vậy thôi. Còn muốn đánh bát thì anh em dán vô. Đấy. Cây này điện 100V, nó 950W nha anh em. 950W nó có điều tốc nha. 950W thì nó mạnh khủng khiếp rồi anh em. Đây. Đây anh em. Cái này là một mức nha anh em. Anh em phải đẩy cái nút này qua nó mới có điều tốc nha. Đấy. Đây anh em mới điều khiển điều tốc nè. Đấy. Đấy cấp 1 là nhúc nhích luôn. Cấp 2 nè. Lên nè. Lên nè anh em. Lên. Đấy. Còn cái nút này anh em lại qua một cái, anh em về nhà nhiều khi nó cấn nó lột qua anh em nó sao nó không có điều tốc nha, không phải nha, khi anh em nhận qua vậy nó mới có điều tốc nha. Đấy. Đấy nè, thấy không, lên đó. Anh em nào mua cây này mình có cái tay cầm nha, có tay cầm nha anh em. Đấy, có tay cầm cho anh em nha. Cái số 16. Số 16 500 nha anh em. Số 16 500.
cái số 17 là một cái bào đây anh em. Đây. Một cái bào Ryobi. Cái bào này là phải nói là lưỡi nó 92 nha anh em, điện 100V. Nó nằm trong kẹt mà thấy cái quát cũng hơi khó nữa nè. Cái tem nó nằm ngay trong hốc. Nó 5.3A nha anh em, 5.3A nó cỡ là 520W nha. Lưỡi của nó là lưỡi 92 nha anh em. Lưỡi 92, lưỡi ok nha. Lưỡi là không có mẻ gì hết trơn nha. Bán giá tốt cho anh em luôn. Cây 17 cây 17 350 nha anh em, 350k cho cây số 17, cây bào Ruby. Cây 18 là một cây mắc phay nè anh em, mắc phay Makita. Cây này là điện 100V, nó 500W nha anh em, 500W. Cái mũi của nó là mũi 8 ly nha anh em, mũi 8 ly. Nó 17.000 vòng gì nè anh em, nó 23.000 vòng. Mắc phay này 23.000 vòng trên phút nha. Đấy, nó đang mũi là mũi chạy chỉ hay gì nè. Đấy, cái cò nó bóp đây nè anh em, cò nó đây. Đây, mình chỉ việc bóp cò vậy nè anh em, bóp cò là nè. Đấy. Đấy, ok không? Nó đâu đó đó. Cái số 18 này 700 nha anh em. Cái số 18 này 700k cho mấy phay mũi 8 ly nha. Số 19 là một cái cưa đây anh em. Đấy, một cái cưa. Cái cưa này là cái lưỡi nó nằm mé bên trái nha anh em. Cái lưỡi nằm mé bên trái. Đấy. Cây này là điện 100V. Nó 1050W, lưỡi của nó là 125 nha. Đây, bỏ trong cái thau đó đó mà. Lưỡi 125. Đấy. Nó tỏi đi. Đấy, ngon lành cho anh em. Đấy, lưỡi mé bên trái nha. Nó đang đây, nó đang là lưỡi này, nó lưỡi cắt gạch nè anh em. Nó đang lưỡi cắt gạch. Đây nó có đèn nha anh em. Đèn nó màu vàng. Đèn nó màu vàng nè anh em. Đấy, màu vàng. Đấy. Đèn được phát xương gì nè. 45 độ đồ nghiêng có đầy đủ nha anh em. Đây. Cực chất nha anh em. Thắng này tiếp này nó ok nha anh em. Đấy, đế này nọ là ok nha. Đế nhôm hết. Toàn bộ. Cái số 19. Số
số 19 này 500k cho một cây lưỡi mé bên trái nha anh em. Đây, 500k. Đây, cây 20 là cũng là một cây cưa, và cây này là cây cưa thân dọc nha anh em. Cây cưa thân dọc nó là lưỡi mé bên trái luôn đây. Đây, thấy cây cưa thân dọc. Cây này là điện 100V. Nó 670W nha anh em. 670W, lưỡi của nó là 125. Lưỡi 125. Đây. Dây nguyên riêng nó như thế này nha anh em. Mình phải chèn nhông vô nha. Đây, mình phải chèn nhông cái này nha anh em. Dây nguyên riêng nó như thế này, mình phải chèn vô. Đây, đèn đuốc là ok nha anh em. Đấy, đèn nè, đèn nó hai đèn luôn nè anh em. Đấy, dưới đèn, trên đèn nữa nè, đó anh em. Đèn tá lả. 12 giờ trưa mà nó sáng cỡ này là anh em bằng đêm là quá ok anh em. Đấy. Cái thắng đầy đủ nha anh em. Đấy, có thắng ok. Đấy. Vừa thân dọc nha anh em. Vừa thân dọc này lưỡi nó cũng nằm mé bên trái nha. Đấy. Lưỡi bên trái và anh em kiểm soát đường cưa rất là dễ nha. Cầm tay phải cưa là phải nói là hơi bị ghiền. Cây số 20. Số 20 này 550 nha anh em. Số 20 này 550k. Tiếp theo là cây 21 là một cây massage đây anh em. Cây massage này phải nói nó đẹp. Nó đẹp thôi đừng khỏi phải suy nghĩ cái độ đẹp nha anh em. Nói gì độ đẹp cái con này thì anh em khỏi phải suy nghĩ nha. Đế điếc phải nói là nó mượt mà hết nha. Phải nói là không có một tì vết gì hết. Không có tì vết gì con này nha. Đẹp là đẹp lộng lẫy nha anh em. Đấy. Nó chạy em ru nè, cấp 1 nè anh em. Đấy, cấp 2 lên nè. Đấy. Đấy, ngon lành chưa? Cây này nó đẹp quá xuất sắc nha anh em. Còn cấp 1 thì anh em trở xuống. Đấy, nhúc nhích luôn. Cấp 2 lên. Đấy. Cây này nó quá xuất sắc nha anh em. Cây 21. Cây 21 này 600 nha anh em. 600. Cây 22 là một cây cưa đây anh em, một cây cưa Hitachi. Cây C7. Điện 100V, 1050W, lưỡi của nó là 190 nha anh em. Đây lưỡi 190. Đây 190 đây anh em. Đấy. Lưỡi là ok hết nha. Đấy, 190, đế là đế nhôm. Đấy, đế Atimon. Đây anh em. Cái cưa này phải nói là nó rất lãi. Tại mình chưa có vệ sinh than nữa nè. Mình tức mình quá, mình lấy ra mình làm liền. Vệ sinh than nó có một bên nó than nó bị dơ nè anh em. Than nó bị dơ thôi. Mình
vỗ sơ nó cái là nó than còn đầy đặn luôn nè anh em, nó hơi rít than cái là nó than còn nguyên luôn nè anh em. Rồi vậy là bảo đảm với anh em là nó hết có lửa nó có một bên nè, chứ là nó không bao giờ hư. Khi nào được cái lửa nó hai bên đó thì nó mới hư nha anh em, là nó vô than một bên này nè, nó không có thắng. Giờ mình gắn vô bảo đảm anh em là thắng vé luôn á. Đây nè, đầu nè thắng vé liền nè, nó vậy thôi chứ không gì hết. Đây nè, đấy anh em thấy không, nãy sát vào sát này anh em thấy không? Đấy lửa tưởng là ok nha anh em, đấy đấy giờ thắng là vượt bất bất rồi đấy, mượt mà liền nha anh em. Chỉ là chùi sơ cái vậy là thôi chứ không có gì hết trơn á. Ba cái dòng này nó rất là dễ, lưỡi này nọ là ok nha anh em, lưỡi là ok 190, lưỡi thép còn đầy đặn hết nha. Đấy hồi nãy mình bóp là nó không có thắng đó, khi mình chùi cái là có thắng liền, sơ vậy thôi anh em chứ không có gì đâu. Cây 22, cây 22 giá 500 nha anh em, 500k 22 giá 500. Cây 23 này cũng là một cây cưa đây nè, một cây cưa Makita, cây này là điện 100V, nó 1050W, lưỡi cũng là 190 nha anh em. Đây lưỡi cũng len keng nha, đây thép lưỡi là phải nói là ok nha anh em, lưỡi là không có răng nứt mẻ gì hết nha. Đấy đế này nó là ok đấy anh em. Buông ra là thắng đứng vé vé luôn nè, cực kỳ không. Đấy lưỡi 190 luôn, mấy cưa này cực chất nha anh em, quá chất. Cái số 23 23 mình bán 500 luôn nha anh em, cây 23 500k. Đây. Cây 24 là một cây cưa kiếm nữa nè anh em, cây cưa kiếm, cây này là điện 100V, nó 280W nha anh em. Đấy muốn làm chưa, đây bóp nhẹ chạy nhẹ nè anh em, đấy bóp mạnh chạy mạnh, đấy bóp nhẹ chạy nhẹ, đấy anh em muốn đọc thì đọc, chưa phải nó là như mơ, từ từ nha anh em. Đây nó có cái lục giác nè, lục giác để anh em thay lưỡi đó. Cây 24, cây 24 450k nha anh em, 450. Cây 24 450.
Cây 25 là một cây cưa đây anh em, một cây cưa bốt nha. Cây cưa bốt, cây này phải nói là cực kỳ chắc nha anh em. Cây bốt. Đấy. Thông số nó nằm ở dưới đít nè. Ghê đó chứ. Cây này điện 100V, nó 1050W nha anh em. Lưỡi của nó là 190 nha anh em, lưỡi 190. Đây. Bốt. Đây lưỡi của nó là ok nha anh em. Đấy. Lưỡi ok luôn nha. Đấy. Đây, nó còn để bốt nè, bốt 190 nè. Đấy. Đây nè. Nó cực kỳ bốc nha. Cái bốt này phải nói là quá hoàn tán nha. Đế là ok nha, đế nhôm nè. Đế là Timon. Đấy. Cái bốt. Cây 25. Cây 25. 550 nha anh em. Cây 25 550k cho cây 25. Cây 26 là một cây cưa đây anh em, phải nói nó đẹp len keng luôn. 26 đấy. Một cây cưa. Cái này nó bể rồi nha anh em. Cái lưỡi này nó bể nha. Cái lưỡi này nó hư rồi nha. Mình sẽ cho anh em một cái lưỡi khác. Đây. Mình sẽ cho anh em một cái lưỡi khác nha. Đây, một cái lưỡi. Lưỡi này là lưỡi zin, lưỡi của bãi nha anh em. Lưỡi bãi ngon lành nha. Lưỡi của bãi luôn nha, chứ không phải lưỡi ở tiệm nha. Đấy. Cho anh em một cái lưỡi nguyên chưa xài. Lưỡi này của bãi của Nhật nha. Đấy, chưa xài nha. Đấy. Cho anh em một cái lưỡi này. Đấy. Còn cái lưỡi này thì nó hư rồi nha. Lưỡi này nó gãy rồi. Ê tô này nó còn vàng lượm nè anh em. Cây này là dạng này chưa xài luôn đấy. Cây này giờ anh em có lưỡi hợp kim, anh em để cái lưỡi hợp kim vô là anh em quá ok anh em. Cây này điện 100V. Nó 230W nha anh em. Lưỡi nó là 150 nha. 150. Đây. Cái này anh em có lưỡi hợp kim để vô cái là cắt phải nói là hơi bị ghiền đó anh em. Lật lật gia đình này nọ là quá ok. Ốc tán đồ này nọ bảy màu luôn đó anh em. Còn ngon lành luôn, mới chát luôn. Cái này anh em thấy ốc tán này nọ các thứ, ê tô này nọ là ok hết. Đấy. Nhẹ nhàng tình cảm chưa có xài luôn. Đây anh em. Cho anh em một cái lưỡi đá này nha. Còn cái lưỡi này nó mình tính là lưỡi hư nha. Mình nói rằng là cái lưỡi trong máy là lưỡi hư. Khi anh em khi ấy lần lát mình tháo cái lưỡi này ra mình giục nha anh em. Mình giục cái lưỡi này nha. Mình gắn cái lưỡi kia vô cho anh em. Đấy. Lưỡi nó hư rồi mình đâu có làm gì. Quá đẹp luôn. Xuất sắc. Cực kỳ. Đấy. Cái số 26. Cái số 26 này 700 nha anh em. Số 26 700k. Đấy.
Đây, cây 27 là một cây mài đây anh em. Đấy. Một cây mài này bảo là có anh chốt rồi cái mình điện lại mất tiêu. Làm mấy anh em khác mua không có. Đấy. Bữa nay mình lên lại cho anh em xem. Đấy, anh em thấy phù hợp thì alo, đây. Cái này nó ghim vô là nó chạy nha anh em. Nó không có cầm chắc gì anh em chế cầm chắc nha. Đấy anh em, ghim vô là nó chạy. Đấy. Ok chưa? Cái này anh em xây được anh em. Đây là đứng lên nè. Đấy, mình mở hai này ra. Đây là đứng lên nè, đấy. Là đứng lên nên anh em dặn ba con ốc này dỡ cái gì ra là một cái máy mài nước cũng như mài nước luôn. Đấy. Này là đứng lên được nha anh em. Đấy. Vậy anh em tháo cái dè này ra. Đấy. Có ok nha. Đấy. Vậy anh em chế công tắc rồi ở ngoài anh em. Đấy nó vậy đó. Đấy nè, đấy. Có cử này nọ ok hết nè anh em. Cây 27. Cây 27. 600 nha anh em. Cây 27. 600k. 600k công suất nó có nói điện là 100V nha anh em. 100V. Còn công suất này mình không có thấy rành dữ anh em. Chỉ biết nó 100V thôi nha. Cái tem nó mờ quá nghe nè. Tem mờ quá mình không thấy nha. Đấy. Cái tem nó như thế này nè, mình có thấy gì đâu. Đấy. Điện dẫn điện 100V. Đấy mình bắn 600k. Đây 600k cho cây 27 nghe nè, cây 27 600. Đây. Cây 28 là cọng dây này, cọng dây nó dài 8 m nha anh em. Cọng dây này nó dài 8 m. Đây về anh em gắn vô cái máy hay gì đây, dài 8 m. Đấy, nó dài 8 m nha anh em. Cái cọng này là cây okay. 25, 26, 27, cây này 28. Cộng dây 28. 100. 170.000 nha anh em. Đấy. Dài 8 m, 170.000. Đấy. Cái số 28. Đây cây số 29 là một cây. Số 29 là một cái giảm tốc nè anh em, cái giảm tốc. Nó từ 20V cho đến 220V nha anh em. Điện nó vô là điện 220 nha anh em. Cái chui nó như thế này. Chui nó như thế này nè anh em. Đấy. Bây giờ mình phải chèn nha anh em. Điện vô là 220 nha. Đấy. Đây điện vô 22. Đây chui nó đây anh em. Đây mình giờ mình gắn cái máy 220 vô nha. Đây cái máy này là máy 220 của mình. Đấy. 220V. Cây này nó là 1600W nè anh em. Còn cái máy này công suất của nó vô điện vô của nó là
công suất của nó là 4000W nha anh em. Cái 4000W nha, đây. 4000W vô điện vô 220. Đấy. Bắt đầu mình ghim điện vô, bắt đầu nó có cái giảm tốc nha anh em. Đây. Tốt nhất anh em xài cái chui này nè. Chui này là mình nó xài đủ thứ luôn anh em. Chui dẹp chui gì nè vô được hết nè. Đây. Giờ mình gắn vô nó vô cái chui này. Đấy. Điện này là mình đang ghim là điện 220 rồi nha anh em, 220V rồi nha. Đây. Đấy. Cái máy này 220 nè. Mới 20V nè, lên nè. Đấy lên 30V. 4 5 6 80V. 100V. 120V. 140V. 160V. 180V. 200V. 220V. Đấy, 220V. Giảm xuống từ từ nè. Đấy. Máy 220 nữa lên cỡ là 340V nó mới chạy nha. Anh em muốn lên đó anh em đấy. Tùy theo cái mức đó nè. Cái chui này về anh em cắt ra, anh em gắn lại cái chui khác cũng bình thường anh em. Anh em bỏ một cái chui này đi, bỏ cái chui giữa, lấy hai chui dưới này. Nó trỏng có cọng xanh. Cọng xanh hoặc là cọng đen. Thì anh em bỏ hai cọng đó đi, lấy cọng trắng cọng đỏ thôi. Cọng trắng cọng đỏ. Còn hai nó cọng xanh thì cọng đen. Cọng đen cọng trắng. Bỏ nói chung là bỏ cái ngoe trên nè, hay lấy hai ngoe dưới là ok. Điện vô 220. Đấy, 4000W. Đấy. Cây số 29. Cái này cái giảm tốc 29 nha anh em. 550k nha anh em. Đấy, giảm tốc điện 220. Đây, nó vô là từ điện 20V cho đến 220V nha. Điện vô 220. Chui nó như thế này, về anh em là đổi chui hoặc là anh em có chui đúc này là xài các tất cả các loại chui dẹp, chui tròn, chui xéo, chui gì đó, nội địa Úc này nọ là chơi được hết. Rồi đi Úc là chuyên môn là chui xéo. Rồi cây số 29 250k nghe nè. Đấy. Ý là 550k. Rồi. Clip mình nay có nhiều máy đó anh em. Anh em thấy phù hợp cái máy nào thì alo mình. Số điện thoại mình dưới phần tiêu đề dưới nghe anh em. Anh em nào chưa đăng ký kênh, nhớ đăng ký kênh để anh em nhận những cái video tiếp theo dễ dàng hơn nha. Tôi chào anh em nha. Hẹn anh em lại clip sau.